Please remain standing. Here we go, it's Vietnam versus... Đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì đang cạnh tranh tấm vé vào bán kết, trong khi đội tuyển Campuchia đã bị loại. Đây là các trọng tài sẽ điều khiển trận đấu ngày hôm nay. Và chúng ta cùng đến với đội hình ra sân của hai đội. Đầu tiên là đội tuyển Việt Nam. Hôm nay thì có khá nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát của huấn luyện viên Park Hang-seo, khi mà Bùi Tấn Trường sẽ có trận bắt chính đầu tiên ở giải đấu năm nay. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cũng đã trở lại đội hình xuất phát kể từ trận đấu ra quân gặp đội tuyển Lào. Ở hai vị trí tiền vệ trung tâm thì hôm nay Quang Hải sẽ được kéo xuống đá cạnh Hoàng Đức. Bên cánh trái vẫn là Nguyễn Phong Hồng Duy, và bên cánh phải thì Hồ Tấn Tài cũng sẽ đá chính thay Văn Thanh. Ba cầu thủ trung vệ của chúng ta là Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải và Đỗ Duy Mạnh. Ngoài ra còn có Phan Văn Đức cũng chơi trên hàng tấn công bên cạnh Công Phượng và Tiến Linh. Đội trưởng của đội tuyển Campuchia đó là cầu thủ mang áo số 6 Sambates, và đội trưởng Quế Ngọc Hải của chúng ta đang làm thủ tục trước trận đấu này. Còn đây là đội hình xuất phát của đội tuyển Campuchia trong trận đấu ngày hôm nay. Thủ thành mang áo số 22 Bun Kim Huy, các cầu thủ mang áo số 4 Saret Kriya, số 15 Yuo Safi, số 2 Ken Chasofiak, số 11 Chan Vataraka, số 8 On Chaperlin, số 24 Charun Chanchap, số 13 Min Ratanak, số 17 Ribisot, số 9 Siang Chanthea và số 6 đội trưởng Sambates. Huấn luyện viên trưởng của Campuchia đó là ông Hirose. Ngày hôm nay thì Campuchia cũng đang sử dụng những cầu thủ tốt nhất trên mặt trận tấn công của mình, những cầu thủ đã ghi bàn trong những trận đấu trước đó gặp Malaysia và Indonesia. Một trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Hirose có lẽ cũng sẽ hướng đến một trận đấu tấn công trước các cầu thủ Việt Nam của chúng ta, và sẽ là 90 phút thực sự rất đáng chờ đợi. Tổ trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là tổ trọng tài Oman. Trọng tài chính là ông Abdullah. Còn đây là giám đốc kỹ thuật của bóng đá Campuchia, Keisuke Honda. Keisuke Honda cũng đã có 3 lần góp mặt tại sân chơi World Cup, đó là các kỳ World Cup 2010, 2014 và 2018 khi còn thời kỳ thi đấu đỉnh cao, và là một trong những chân sút huyền thoại của bóng đá Nhật Bản. Như vậy là trong hiệp thi đấu đầu tiên này, đội tuyển Việt Nam chúng ta bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình của quý vị. Một đội hình mà huấn luyện viên Park Hang-seo tung ra có thiên hướng tấn công. Nhìn thức đếm ngược quen thuộc 3, 2, 1, và trận đấu cuối cùng ở vòng bảng của đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu. Pha chạm bóng đầu tiên bên phía đội tuyển Việt Nam thuộc về Nguyễn Hoàng Đức, Tiến Linh, Quang Hải, Hoàng Đức. Sẽ là một trận đấu thú vị giữa hai đội bóng có triết lý chơi bóng khá giống nhau. Cả hai đều rất muốn chủ động kiểm soát thế trận.
Đường chuyền của Hồng Duy, Phan Văn Đức. 3 năm trước khi hai đội gặp nhau vòng bảng, Phan Văn Đức cũng là một trong 3 cái tên đã ghi mình lên bảng điện tử cùng với Tiến Linh và Quang Hải. Và cả 3 đều tài đang có mặt trong đội xuất phát ở trận đấu ngày hôm nay. Đó làm đường chuyền ra cánh cho Tấn Tài. Công Phượng vẫn đang là Công Phượng, khá tốt. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang tràn sang phần sân của đối phương. Và đúng như những gì chúng ta cũng đã dự đoán, một thế trận tấn công đang được các học trò liên Park Hang-seo triển khai ngay ở thời điểm đầu tiên của trận đấu này. Không khó để nhận ra ý đồ của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay với cách bố trí đội hình ra sân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Chúng ta tất nhiên sẽ chơi tấn công áp đặt và sẽ cố gắng có bàn thắng sớm. Sân Bisan chỉ tiếp đón khoảng hơn 1.000 khán giả nhưng bao giờ cũng cực kỳ sôi động với các cổ động viên áo đỏ có mặt trên sân. Và ngày hôm nay chúng ta cũng đã cảm nhận được một sức nóng và một sự truyền lửa rất lớn từ trên khán đài khi mà trước mắt các học trò viên Park Hang-seo đang là mục tiêu 3 điểm và thậm chí là một chiến thắng với tỷ số càng cao càng tốt để chúng ta hướng đến vị trí đầu bảng. Đây là trợ lý huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Ở trận đấu cùng giờ thì Malaysia và Indonesia phải bước vào trận quyết đấu cho tấm vé vào bán kết. Và kết quả trận đấu đó, tỷ số trận đấu đó cũng sẽ được chúng tôi liên tiếp cập nhật cho quý vị và các bạn. Phan Văn Đức có một chút khác biệt trong cách vận hành ba trung vệ. Với những quan sát ban đầu có vẻ như Duy Mạnh đang đá ở trung tâm và Quế Ngọc Hải thi đấu trong vai trò của một trung vệ lệch trái. Đó là những khác biệt ban đầu. Duy Mạnh, Tấn Tài. Trong trận đấu giao quân gặp đội tuyển Lào, Tấn Tài cũng đã có một đường truyền và tạt bóng cho Phạm Văn Đức ghi bàn. Quang Hải rất tốt, Quang Hải, và bây giờ là Tiến Linh. Tiến Linh có thể chuyền ra cho Công Phượng nhưng không, anh đã giải tỏa cơn khát bàn thắng của mình bằng bàn thắng từ rất sớm. Một bàn thắng phải nói là cực kỳ quan trọng và cũng nằm trong dự đoán của rất nhiều người và mong chờ của rất nhiều cổ động viên Việt Nam và của Tiến Linh nữa. Tất nhiên rồi, anh rất cần bàn thắng này để lấy lại sự tự tin. Chúng ta có thể cảm nhận cả sự hồi hộp trên gương mặt Tiến Linh sau khi có được bàn thắng. Chúng ta hiểu được Tiến Linh đã phải chịu sức ép lớn như thế nào. Nhưng ngày hôm nay hãy nhìn lại đường chuyền này, tình huống bứt tốc này và một pha dứt điểm lạnh lùng này để có thể đặt niềm tin vào hàng công của đội tuyển Việt Nam sau một trận đấu mà chúng ta chịu rất nhiều sức ép trước Indonesia. Một tình huống xoay hông nhưng bất ngờ dứt điểm vào góc gần. Phải nói là thực sự bình tĩnh của Tiến Linh. Chúng ta đã khai thác được điểm yếu rất lớn ở phòng ngự của đội tuyển Campuchia mà họ đã bộc lộ trong những trận đấu trước, đó là khoảng trống rất lớn giữa các trung vệ và các hậu vệ biên. Chắc chắn là một bàn thắng sớm như thế này sẽ giải tỏa sức ép rất nhiều. Sức ép không phải chúng ta khó có thể giành chiến thắng trước Campuchia, nhưng sức ép chúng ta phải nhận đến từ sau trận hòa không bàn thắng trước Indonesia. Nhưng ngày hôm nay bàn thắng ngay ở phút thứ tư của Tiến Linh sẽ mang lại một bầu không khí cực kỳ hứng khởi trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam và chúng ta cùng chờ đợi trong những phút sắp tới. Đội tuyển Việt Nam, những cầu thủ áo đỏ vẫn đang gây sức ép ở tầm cao. Hoàng Đức chơi với một đối thủ cũng luôn muốn kiểm soát bóng và với một đội hình dâng cao như đội tuyển Campuchia, đôi khi cũng sẽ mang lại những lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. Và điều đó đã được chúng ta cụ thể hóa ngay từ những phút đầu tiên với một tình huống triển khai chuyển đổi trạng thái rất nhanh khi mà các cầu thủ Campuchia đã dâng cao đội hình sang phần sân của đội tuyển Việt Nam. Người đã cắt bóng là Hồng Duy. Một tình huống phạm lỗi. Nguyễn Tiến Linh đã có bàn thắng đầu tiên tại AFF Cup năm nay. Phải lên, phải lên.
Tiến Linh, Hồ Tấn Tài, đường truyền cho Công Phượng là hơi mạnh. Rất tốt. Nhưng đó là một pha bóng mà các cầu thủ hậu vệ của đội tuyển Việt Nam cần phải rút kinh nghiệm. Có thể đây là những lần chạm bóng đầu tiên của Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải. Một đường truyền hơi thiếu cảm giác. Đó là một pha bóng mà tôi cho rằng là Bùi Tiến Dũng và Hồng Duy có phần hơi chủ quan một chút. Một tình huống xử lý không thực sự an toàn. Nhưng chúng ta vẫn đang đứng vững. Bùi Tiến Dũng, Hồng Duy đường truyền cho Phan Văn Đức. Một quả phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Pha bóng cho thấy một sự lúng túng ở hàng phòng ngự của đội tuyển Campuchia. Và đó là một hệ quả đến từ việc mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn đang gây sức ép từ rất cao ngay bên 1/3 sân của các cầu thủ Campuchia. Một sức ép cần thiết để khiến cho hệ thống phòng ngự của Campuchia phải gặp rắc rối. Vẫn là một bầu không khí cực kỳ sôi động mà các cổ động viên của chúng ta vẫn đang tạo ra trên sân vận động Bisan. Công Phượng sẽ là người thực hiện quả phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Tiến Linh là người đã mở tỷ số tại AFF Cup 2018 trong cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia. Tiếp tục làm cơ hội. Rất hay, bóng rất vừa tầm trong tình huống này. Phạm Văn Đức. Đây mới là Văn Đức, trước đó là Công Phượng. Một đường truyền rất hay trước đó của Quang Hải. Rất ít cầu thủ có thể thực hiện được những pha chuyền bóng ở tư thế khó như vậy. Ở góc độ nào đó chúng ta tất nhiên là liên tưởng thôi, những quả quật bóng của tiền vệ Posco khi còn thời kỳ đi đấu đỉnh cao. Một quả đá phạt góc dành cho đội tuyển Việt Nam, những quả đá phạt góc liên tiếp khi mà hành lang hai cánh của đội tuyển Việt Nam đang vận hành một cách trơn tru. Với những tình huống phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công đội tuyển Việt Nam thì Quang Hải sẽ là người thực hiện. Còn bên cánh trái thì sẽ là Công Phượng. Quang Hải. Duy Mạnh. Toàn bộ đội hình của đội tuyển Việt Nam trừ Tấn Trường đã có mặt bên phần sân của đội tuyển Campuchia ở tình huống phối hợp phạt góc vừa rồi. Đường truyền của Hồng Duy. Hoàng Đức. Không được. Trong 3 trận đấu trước, các học trò huấn luyện viên Keisuke Honda đều ghi bàn. Cho dù hai trong số đó thì họ phải nhận những thất bại, nhưng đó vẫn là những màn trình diễn mà đội tuyển Campuchia nhận được nhiều lời khen và sự tôn trọng của các đối thủ. Sau 3 trận đấu, Campuchia đã ghi được tới 6 bàn, thành tích ghi bàn không tệ. Chan Sophia. Đây là cơ hội phản công dành cho đội tuyển Việt Nam. Đường truyền đảo cánh của Công Phượng hơi mạnh so với vị trí mà Phan Văn Đức đánh giữ trong tình huống vừa rồi. Thời gian trôi qua mới được 10 phút thôi nhưng đội tuyển Việt Nam đã liên tục gây sức ép, tạo ra những tình huống tấn công, có một bàn thắng và 3 quả đá phạt góc. Một sức ép đang là rất lớn với những chỉ số về thống kê. Chúng ta cũng cần hạn chế những đường truyền ngang khi bị đối thủ vây giáp như vừa rồi của Hồ Tấn Tài. Campuchia ở phía trên cũng có những cầu thủ tốc độ rất tốt. Và đặc biệt là Chan Phát Thanaka luôn là người có thể gây nguy hiểm cho khung thành của bất cứ đấu bóng nào. Yeah.
những sai sót nơi hàng phòng ngự trong những tình huống vừa qua của đội tuyển Việt Nam đến từ những tình huống phối hợp chưa thực sự ăn ý giữa hậu vệ hai cánh của Nguyễn Phong, Hồng Duy và Hồ Đạp trung vệ. Đây sẽ là một điều mà chúng ta cần điều chỉnh. Đây là Chanthia, một trong những cầu thủ cũng đã có được một pha lập công tại AFF Cup năm nay, một trong những cầu thủ mà theo đánh giá của chúng tôi cũng là một cầu thủ có tốc độ. Chanthia là một cầu thủ cho tương lai của bóng đá Campuchia. Mới chỉ 19 tuổi thôi nhưng Chanthia đã có gần 20 trận khoác áo đội tuyển quốc gia. Con số rất đáng nể. Một đường chuyền của Phan Văn Đức để Tiến Linh di chuyển xuống phía dưới nhưng đã bị hậu vệ Campuchia cắt được. Sau nỗ lực vừa rồi thì Tiến Linh đã bị đau. Tiến Linh đã rất nỗ lực thoát xuống trong một tư thế anh bị rơi vào thế gọng kìm của cặp trung vệ bên phía Campuchia. Tiến Linh đã có một sự khởi đầu rất tốt. Bàn thắng thể hiện được sự tự tin và bản lĩnh và chắc chắn cũng đã đáp lại sự kỳ vọng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hy vọng là Tiến Linh có thể tiếp tục trận đấu được. Với huấn luyện viên Park Hang-seo, đã dùng là tin và đã không tin thì không dùng. Sức ép dành cho Tiến Linh là rất lớn sau khi không thể có được một bàn thắng trước Indonesia, nhưng ngày hôm nay Tiến Linh xuất phát và anh đã. Và như vậy là trên sân vận động quốc gia Singapore thì cao thủ Malaysia đã có bàn thắng mở tỷ số vào lưới đội tuyển Indonesia, cũng là một pha lập công cực kỳ quan trọng trong trận đấu sống còn của hai đội bóng này. Và nếu như Malaysia giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta chỉ cần có 3 điểm mà không cần quan tâm đến hiệu số bàn thắng thua để chắc chắn có được ngôi vị dẫn đầu bảng. Họ cũng đã có được bàn thắng từ rất sớm. Và tất nhiên là vẫn còn rất nhiều thời gian cho trận đấu. Ở sân Bisan, chúng ta đang chịu một pha tấn công của đội tuyển Campuchia. Chúng ta thấy là dù Campuchia bị đánh giá thấp hơn và họ bị dẫn bàn từ rất sớm, nhưng đội bóng áo trắng của huấn luyện viên Keisuke Honda vẫn đang tỏ ra rất tự tin. Hồng Duy rất khéo trong tình huống nỗ lực vừa rồi. Quang Hải có thể dứt điểm cực kỳ nguy hiểm. Nỗ lực của thủ thành bên phía Campuchia đã giúp cho đội bóng này không phải nhận thêm bàn thua thứ hai sau tình huống sửa lòng cực khéo và bóng đập đất. Một pha dứt điểm rất kỹ thuật của số 19 của chúng ta. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Và tình huống nguy hiểm này lại đến trong một pha bóng phản công chuyển đổi trạng thái rất nhanh của đội tuyển Việt Nam. Campuchia không làm chúng ta thất vọng, họ chơi tấn công và đây là một thế trận mà đội tuyển Việt Nam cũng rất thích. Đúng như thế. Trong trận đấu gặp đội tuyển Indonesia, chúng ta giành quyền kiểm soát thế trận, tung ra tới 21 cú dứt điểm nhưng chỉ có đúng một lần sút trúng đích và tất nhiên đã không có bàn thắng nào. Chan Sofiak. Pha khống chế bước 1 không tốt của Chan Vatanaka. Đây là Công Phượng. Tình huống đi bóng ngang sân hơi lập bập của Công Phượng. Đã có lỗi của Hoàng Đức với Chan Vatanaka. Chan Vatanaka chính là cầu thủ được chờ đợi nhất trong lưới chơi của Campuchia. Nhưng ngày hôm nay thì số 11 bên phía đội bạn không có được nhiều thời gian để cầm bóng. Và nói chính xác hơn là không có nhiều cơ hội để nhận trái bóng từ tuyến dưới. Chúng ta đang chia cắt rất tốt các cầu thủ áo trắng. Tiến Linh. Tấn Tài.
Thi đấu cao nhất trên hàng công đang là Tiến Linh. Ít phút vừa qua thì Công Phượng thường lùi sâu và cùng với Quang Hải và Hoàng Đức đang tạo ra bộ ba tuyến giữa cầm bóng rất chắc chắn và có được những mảng miếng phối hợp tương đối hay. Hồ Tuấn Tài. Với những đường bóng ở bên phần sân nhà, chúng ta cũng phải đưa ra những quyết định xử lý thật nhanh, bởi vì các cầu thủ Campuchia là những người luôn rất nhanh áp sát để cố gắng đoạt lại bóng. Chan Watanaka. Chan Sofiak. Chúng ta thấy là Campuchia cũng không hề e ngại bằng cách đẩy cao đội hình để tổ chức những đợt tấn công bên phía phần sân của đội tuyển Việt Nam. Đây là pha bóng mà Tiến Linh đã lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự. Ta có thể nghe rất rõ những chỉ đạo từ phía ban huấn luyện dành cho Quang Hải. Bắt bóng tốt, đó là tình huống xử lý đầu tiên của thủ thành Tấn Trường trong trận đấu ngày hôm nay. Một pha bóng Tấn Trường đã chọn điểm rơi hay. Tấn Tài. Cầu thủ Campuchia áp sát rất nhanh và cũng không ngần ngại đưa ra những tình huống chủ động phạm lỗi từ xa. Tình huống vừa rồi là pha vào bóng của số 15 Yer Safi. Tấn Tài, Công Phượng. Tốc độ của Công Phượng cực kỳ lắt léo. Nhưng có tới 3 cầu thủ của Campuchia vây giáp Công Phượng trong pha bóng vừa rồi. Trước đó thì Công Phượng đã rất khôn ngoan trong việc chọn điểm rơi và độ nảy của trái bóng. Công Phượng đã có 2 bàn thắng ở giải đấu năm nay, trong đó pha lập công vào lưới đội tuyển Malaysia là một bàn thắng cực kỳ đẳng cấp. Vẫn đang có những toan tính từ huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin. Chan Watanaka. Watanaka trước vòng vây của 3 cầu thủ áo đỏ vẫn có thể vượt qua. Chan Sofiak. Hoàng Đức. Bóng đã đến chân chúng ta. Hồng Duy được ban tổ chức đánh giá là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất ở vòng đấu bảng vị trí của anh. Nguyễn Phong Hồng Duy. Bóng đến chân Quang Hải. Rất hay, bấm bóng vừa tân. Tiến Linh. Không vào. Vẫn còn cơ của Nguyễn Phong Hồng Duy. Bóng đã đi chệch cột dọc. Tình huống bấm bóng rất hay của Quang Hải cho Tiến Linh. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Một pha nhấc chân cực kỳ nhạy cảm. Tiến Linh cũng đã có một tình huống bước một tốt. Cú lê sau đó của Hồng Duy đã chạm người cầu thủ của đội tuyển Campuchia. Suýt nữa thì Tiến Linh đã hoàn tất cú đúp của mình ngay trong hiệp đấu đầu tiên. Quả phạt góc thứ 4 dành cho đội tuyển Việt Nam. Vẫn là cầu thủ Việt Nam dứt điểm. Một tình huống quyết định tung ra cú dứt điểm ngay của đội trưởng Quế Ngọc Hải trong một tư thế không dễ và góc sút cũng không thực sự thuận lợi. Một cú xoay hông dứt điểm khó ngay cả với những tiền đạo thực thụ. Phút thứ 21 của trận đấu, thế trận vẫn đang nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Đáng tiếc là Tiến Linh đã không thể có cú đúp.
trong một pha bóng tổ chức tấn công phải nói là rất hay. Hoàng Đức. Hoàng Đức đã không thể xoay sở được trước ba cầu thủ đội tuyển Campuchia. Chan Sofiak. Chan Thia. Tốc độ của Chan Thia. Một trong những cầu thủ mà chúng ta cần phải có sự để mắt tới. Tình huống tấn công dành cho các cầu thủ Việt Nam. Ý đồ chuyền bóng vừa rồi của Duy Mạnh là rất hay. Đó là một tình huống mà Duy Mạnh định chuyền cắt hàng phòng ngự của đối phương để đồng đội thoát xuống. Nhưng đó là một tình huống phản công mà đội tuyển Campuchia có được đủ quân số nơi hàng phòng ngự. Có tới 3 cầu thủ trong vị trí ở sân nhà vừa rồi và rất khó để bóng được hướng được đến cầu thủ tấn công. Tiến Linh. Chan Chap. Nhịp triển khai bóng của đội tuyển Campuchia ở tình huống này không tốt. Chan Sofiak. Chan Thia. Ít phút vừa qua thì Campuchia đang cố gắng đưa trái bóng sang bên hành lang cánh trái và tấn công vào vị trí của Tấn Tài. Tình huống áp sát của cầu thủ tấn công bên phía đội tuyển Việt Nam khiến thủ thành Kim Huy phải phá bóng. Keisuke Honda dù sao cũng đang làm rất tốt nhiệm vụ truyền cảm hứng và sự tự tin cho các học trò của mình. Campuchia không hề e ngại dù đối thủ là ai. Họ thực hiện điều đó ở trên sân chứ không chỉ là những lời phát biểu suông. Dù cho chưa thể triển khai một thế trận tấn công tốt nhưng rõ ràng Campuchia cũng đã có được những tình huống thoát pressing hay. Đây là một trong những tình huống như vậy. Đường truyền cho Trang Phanaka là hơi sâu. Duy Mạnh đã có mặt kịp thời và đúng lúc. Tiến Dũng. Duy Mạnh. Đây là thời điểm mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta chủ động chơi chậm. Không hề phạm lỗi. Tiếng còi cất lên hơi chậm. Nếu như trận đấu diễn ra cùng giờ Malaysia có chiến thắng trước Indonesia thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta chỉ cần có 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu này chắc chắn sẽ có được ngôi vị dẫn đầu. Một tình huống bọc lót cho nhau tốt của hàng phòng ngự Việt Nam. Cơ hội phản công. 3-3. Người đang có bóng có lẽ là Phạm Văn Đức. Không phải, Tiến Linh. Tiến Linh ôm cánh trái trong tình huống phản công vừa rồi của đội tuyển Việt Nam. Đây là thời điểm mà đội tuyển Việt Nam giảm nhịp độ pressing. Vì vậy mà Campuchia có được nhiều bóng hơn. Nhưng đây cũng là thời điểm mà chúng ta có thể tổ chức những tình huống phản công. Chan Chap.
Kriya cho Sofiak, chuyền làm khó đồng đội. Chanchap Sabates không được. Hai cầu thủ tiền Đức vừa phối hợp với nhau, đường truyền của Hoàng Đức cho đồng đội là hơi mạnh. Và cắt bóng Đức. Của Hoàng Đức. Cơ hội, Tiến Linh có thể sút xa. Và đúng là một cú dứt điểm, một pha dứt điểm trái phá của Nguyễn Tiến Linh. 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Vẫn là Tiến Linh. Đó là một trong những điều mà chúng ta dự đoán từ trước. Trong thời điểm mà gây sức ép tầm cao thì hàng phòng ngự của Campuchia sẽ mắc sai lầm. Có quá nhiều khoảng trống giữa hàng phòng ngự và tuyến tiền vệ của Campuchia. Và đây là một pha bóng mà Tiến Linh đã cho thấy sự tự tin đã trở lại ở tiền đạo của chúng ta. Hãy cùng xem lại một tình huống một lần nữa. Đúng như chúng ta dự đoán, với một cầu thủ như Tiến Linh thì chỉ cần có một bàn thắng thôi, anh sẽ trở lại là chính mình. Và dứt điểm cho thấy sự tự tin của trung phong mang áo số 22 bên phía đội tuyển Việt Nam chúng ta. Một cú sút trực diện và lực đi rất mạnh. Lần này thì chúng ta không thấy một sự căng thẳng nào nữa trên gương mặt của Tiến Linh. Phải nói là cú sút cực kỳ đẳng cấp. Một cú sút của một trung phong cắm đúng nghĩa. Cực kỳ lạnh lùng và uy lực. 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đang có một thế trận tốt. Đang làm chủ được cuộc chơi và chủ động điều tiết được nhịp độ. Với cách chơi đẩy cao đội hình và phòng ngự không phải là quá xuất sắc, khả năng bóng lót cho nhau cũng còn rất nhiều vấn đề, thì đúng là không quá khó để hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam có thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của đội bóng do huấn luyện viên Honda đang dẫn dắt. Chan Thiao, Chan Sopiak, Tấn Tài đã kịp quay về để giành lại bóng. Đây là Công Phượng rất nỗ lực. Phượng đã bị đối thủ phạm lỗi để ngăn cản một tình huống phản công của đội tuyển Việt Nam. Ít phút vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã chủ động giảm nhịp độ pressing và khiến cho Campuchia có nhiều bóng hơn để chơi. Và rõ ràng khi mà hàng tấn công chưa đủ mạnh thì việc Campuchia để hở sườn và gặp phải những tình huống như vừa rồi là điều mà chúng ta cũng đã có thể dự đoán từ trước. Đó là một thế trận mà huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các học trò giăng ra và Campuchia đã rơi vào. Chan Sopiak cần phải có sự bọc lót cho Hồ Tấn Tài. Tấn Tài là một cầu thủ có thiên hướng tấn công tốt của đội tuyển Việt Nam. Nhưng Campuchia vẫn đang loay hoay về tìm hướng tấn công vào vị trí này của chúng ta. Di Mạnh. Di Mạnh đã cho điểm rơi tốt. Công Phượng. Rất hay. Đội bạn đã bắt bài. Đây là một tình huống mà chúng ta có thể tổ chức phản công. Cần phải thực hiện những đường phối hợp ở sân nhà một cách nhanh chóng hơn để tìm ra một miếng đánh phản công hợp lý. Chúng ta nơi hàng phòng ngự có một gì đó có vẻ như là có sự chủ quan. Đây là những con số thống kê sau 30 phút đã qua. Đội tuyển của chúng ta có 4 cơ hội dứt điểm và 2 trong số đó đã trở thành bàn thắng với cú đúp của Tiến Linh. 2/3 thời gian của hiệp đấu thứ nhất đã trôi qua. Chúng ta dù những phút vừa qua không thực sự áp đảo hoàn toàn về thế trận, nhưng quan trọng là hiệu quả trong những đợt lên bóng. Bùi Tiến Dũng
Hồng Duy. Và Trường Miên bóng đã ra ngoài sân. Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia trong khuôn khổ bảng B AFF Suzuki Cup 2020. Đài truyền Việt Nam và công ty cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới Next Media hân hạnh mang tới quý vị trận đấu này. Hoàng Đức. Văn Đức. Hồng Duy. Vẫn là Hồng Duy. Quang Hải. Một đường chọc khe nữa chăng. Một Tấn Tài. Tấn Tài không vượt qua được hậu vệ Chan Sofiak. Quang Hải đang thi đấu rất hay trong vai trò của một tiền vệ tiến thiết. Rất tốt. Cầu thủ đội bạn đã bị ngã trong tình huống vừa rồi. Trong tình huống tranh chấp với Quang Hải. Nhường sân cho đối thủ chơi bóng cũng có nghĩa một phần nào đó là chúng ta đang tự tạo cơ hội cho chính mình. Đấy, Quang Hải, bóng đã đến chân đội tuyển Việt Nam. Công Phương đang di chuyển. Văn Đức. Quang Hải. Sức dướn là không đủ để theo đường chuyền vừa rồi. Hoàng Đức. Quang Hải chơi ở giữa và đương nhiên điều này sẽ khiến cho tiền vệ của chúng ta sẽ phải gặp thất thế trong những tình huống đấu 5 ăn 5 thua với những tiền vệ của đối phương. Cơ hội dành cho các cầu thủ Campuchia. Đó là tình huống mà Hồ Tấn Tài đã lùi về rất nhanh. Một pha bóng mà các cầu thủ đá ở tuyến dưới của chúng ta rất bình tĩnh, phối hợp rồi triển khai bóng lên phía trên. Bóng được triển khai từ thủ môn Bùi Tấn Trường. Đó là cách mà đội tuyển Campuchia cũng rất hay chơi. Triển khai bóng từ dưới, bắt đầu từ vị trí thủ môn. Samates. Cặp trung vệ và thủ thành Tấn Trường đã phối hợp tốt trong pha bóng vừa rồi. Ít phút vừa qua thì Campuchia đang cầm bóng nhiều hơn. Nhưng đó là một sự chủ động về thế trận của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta cũng không nhất thiết phải dồn toàn lực lên để chơi áp đặt. Đặc biệt là khi đã có được hai bàn thắng chớp nhoáng với một khoảng cách tương đối an toàn. Chantia. Phản công. Có thể phản công. Thực sự là trong những tình huống tổ chức phản công của đội tuyển Việt Nam, bóng vẫn đang khá lập bập ở những pha bóng giữa sân, cần phải thực hiện những đường truyền ở tốc độ cao hơn. Như vậy là trên sân vận động quốc gia Singapore, đội tuyển Indonesia đã có bàn thắng gỡ hòa vào lưới Malaysia. Trận đấu đang diễn ra phải nói là rất kịch tính. Trận đấu đúng là chung kết của hai đội. Hai trận đấu cùng giờ đều đã có được hai bàn thắng được ghi. Indonesia đã có bàn gỡ hòa sau những tình huống phối hợp rất hay. Quang Hải có đường truyền cực kỳ hợp lý cho Nguyễn Phong Hồng Duy.
số 19 đang làm rất tốt vai trò của một cầu thủ kiến thiết lối chơi. Lại là một cú nhấc chân của Quang Hải. Cơ hội. Hiện tại. Dứt điểm. Khá đáng tiếc trong pha bóng vừa rồi. Cũng phải thông cảm cho Hồng Duy khi đó là một cú ra chân bằng chân phải, không phải chân thuận của số 7 bên phía đội tuyển Việt Nam. Và trước đó thì Hồng Duy đã có một pha bứt tốc cũng rất tốt và cũng phần nào ảnh hưởng đến tình huống xử lý sau đó. Ở quả tạt trước đó thì Hồng Duy đã có phần bị đuối đà. Nếu không thì đã có một tình huống trả ngược ra sau rất đúng bài trong những tình huống tổ chức tấn công biên có sự góp mặt của Hồng Duy. Và thường thì Quang Hải sẽ đón lóng ở tuyến hai. Đó là điều mà đội tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng trong trận đấu gặp Malaysia. Tiền vệ che bóng khôn ngoan của Bùi Tiến Dũng. Năm 50%, tức là tròn 15 cầu thủ của đội tuyển Campuchia mà ông Honda mang đến giải đấu này dưới tuổi 21. Campuchia đến giải đấu với một mục tiêu rất rõ ràng. Họ không quá quan trọng kết quả mà họ tập trung vào việc cải thiện lối chơi và nâng cao trình độ của các cầu thủ, cách cho họ cọ sát tối đa để hướng tới mục tiêu là SEA Games 2023 tổ chức trên sân nhà. Cha Thiao đang là Cha Thiao và xử lý khéo của số 9 bên phía Campuchia. Chaparaka. Chaparaka đã dứt điểm ngay. Chan Chap. Đội tuyển Việt Nam chúng ta vẫn đang nhường mặt sân cho đối thủ, cho đối thủ cơ hội chế bóng, cũng là trao cho chúng ta cơ hội. Gusafi. Safi và Sabates, đội trưởng, là cặp trung vệ của Campuchia trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là nếu như tỷ số trên sân Bisan đang có vào thời điểm hiện tại và trận đấu giữa Indonesia và Malaysia khép lại với tỷ số hòa, hai đội bóng đi tiếp đó là Việt Nam và Indonesia. Chan Sofiak. Chan Chap. Đường chuyền quá mạnh. Rất tốt. Cơ hội để thực hiện một tình huống đánh biên. Phan Văn Đức. Bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của chúng ta. Sambates. Chan Chap. Chan Sofiak. Và phối hợp khá tốt của cầu thủ Campuchia, đường chuyền xẻ nách xuống cho Chan Vatanaka. Vatanaka và Quế Ngọc Hải. Chan Vatanaka là một cầu thủ có tay chân trái rất đáng chú ý. Đó là một pha bóng mà trung vệ của chúng ta đã rất hiểu lối chơi của Chaparaka. Quế Ngọc Hải rất tỉnh táo trong tình huống này. Đè cho cầu thủ này và ép anh phải đi sát xuống đáy biên. Tình huống mà cầu thủ Campuchia đã thả một đường bóng tận dụng khoảng trống giữa các trung vệ của chúng ta. Cú sút xa, không có gì nguy hiểm cho Bùi Tấn Trường. Keisuke Honda với những chỉ dấu như vừa rồi, rõ ràng vẫn đang tiếp tục đẩy các cầu thủ Campuchia dâng cao và
tìm kiếm thêm những cơ hội để có thể có được bàn thắng. Nhưng hàng phòng ngự và tuyến tiền vệ của chúng ta đang chia cắt tương đối tốt. Campuchia đang gặp khó ở những đường truyền cuối cùng, những đường truyền có thể tạo ra những cơ hội. Watanaka rất nguy hiểm. Một tình huống phối hợp giữa hai mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng tấn công của đội tuyển Campuchia, Chan Watanaka và Chang Thea. Những cầu thủ thuộc hai thế hệ cầu thủ, hai lứa cầu thủ khác nhau của đội tuyển Campuchia. Chan Watanaka năm nay 27 tuổi, còn Chan Thea năm nay mới 19 tuổi. Samates. Chan Sofiak. Tình huống xử lý khá ngẫu hứng của hậu vệ số 2 biên phía đội tuyển Campuchia. Những diễn biến tại cuộc đối đầu giữa Indonesia và các cầu thủ Malaysia có thể giúp cho các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo thành thơi. Nhưng bây giờ thì có lẽ đã có bàn thắng dành cho Indonesia. Như vậy là Indonesia đã có được hai bàn thắng để tạm thời dẫn ngược các cầu thủ Malaysia với tỷ số 2-1. Trước lượt đấu cuối này thì Indonesia đang hơn Việt Nam một bàn thắng. Nhưng số bàn thắng họ ghi được nhiều hơn. Họ ghi được 9 bàn và với 2 bàn thắng ở trận đấu này, con số bàn thắng mà Indonesia đã có được là 11, trong khi đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã ghi 7 bàn thắng, chưa thủng lưới bàn nào. Hiệu số bàn thắng của hai đội lúc này đều đang ngang nhau, đều là dương 7. Nhưng cầu thủ Indonesia tạm thời xếp trên nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta vẫn tiếp tục tìm kiếm thêm những bàn thắng vào lưới đội tuyển Campuchia. Quang Hải. Có thể thấy là Quang Hải đang được các cầu thủ Campuchia chăm sóc rất kỹ. Mỗi khi số 19 của chúng ta nhận bóng, thường có tới hai cầu thủ áo trắng, nếu như bên phần sân nhà, thường áp sát rất nhanh. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Đội tuyển Việt Nam đang dẫn 2-0 trên sân Busan. Dù không phải là đội bóng hoàn toàn áp đảo về thế trận, thậm chí là trong khoảng 10 đến 15 phút vừa qua chúng ta đang nhường thế trận cho đội tuyển Campuchia. Công Phượng rất nhanh lên cho Tiến Linh nhưng không được. Bây giờ thì Indonesia sau khi có bàn thắng vừa lên dẫn trước Malaysia thì đội bóng này mới đang là đội bóng dẫn đầu của bảng B. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta cần thêm bàn thắng. Công Phượng phạm lỗi rồi. Đội bạn gặp những tình huống phản công thường rất chủ động phạm lỗi chiến thuật ở khu vực giữa sân. Tình huống vào bóng là của Om Chapolin. Chapolin, Chamchap và Ratanyap là những cầu thủ thi đấu hàng tiền vệ của Campuchia. Như vậy là thời gian bù giờ cho hiệp đấu thứ nhất chỉ là 1 phút. Duy Mạnh ở những phút vừa qua hay có những tình huống leo biên tốc độ cao, đối phương phải phạm lỗi và xử lý không thành công của Phan Văn Đức. Phan Văn Đức hơi chậm trong tình huống vừa rồi, có thể dứt điểm ngay ở những nhịp bóng trước đó hoặc là phối hợp nhanh. Di Mạnh Trấn Tài. Tiến Linh đã chủ động che bóng nhưng đội bạn đã phải phạm lỗi.
đấu của hiệp 1 không còn nhiều, chỉ có 1 phút bù giờ mà thôi. Và đúng lúc này thì trọng tài chính Abdullah của Oman thổi còi khép lại hiệp 1 trong cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam của chúng ta và các cầu thủ Campuchia. Cú đúp của Tiến Linh đã giúp cho đội tuyển Việt Nam tạm thời dẫn trước với tỷ số 2-0. Những bàn thắng rất ấn tượng của Tiến Linh cũng đã phần nào giúp cho tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã tìm lại được cảm giác ghi bàn. Ngay sau đây xin mời quý vị khán giả quay trở lại với trường quay của Đài Truyền Việt Nam và đến. Quý vị khán giả truyền hình mến, chúng ta cùng trở lại với sân bóng Bisan để tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu cuối ở vòng bảng giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia. Thì một trận đấu này chúng ta đã nhường thế trận cho đối thủ trong khoảng nửa cuối hiệp đấu đầu tiên, nhưng vẫn là những người chủ động, và quan trọng là chúng ta đã có được hai bàn thắng dẫn trước sau 45 phút đầu tiên để có được sự thoải mái về mặt tinh thần và những toan tính cho hiệp thi đấu thứ hai này. Bước sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình của quý vị, và chúng tôi đã thấy có những sự thay đổi cầu thủ từ phía huấn luyện viên Park Hang-seo. Trên sân lúc này thì Lương Xuân Trường và Văn Thanh đều đã xuất hiện. Xuân Trường thì vào sân thay cho Công Phượng. Văn Thanh có thể là đã thay vị trí của Hồ Tấn Tài. Ở trận đấu cùng giờ cũng có ý nghĩa rất quan trọng đến việc đi tiếp của đội tuyển Việt Nam, thì Indonesia đã dẫn ngược cao thủ Malaysia với tỷ số 2-1. Bạn có những đường chuyền khá nguy hiểm bên phần sân nhà. Sambates, cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Tiếng còi đã vang lên. Như vậy là Văn Thanh vào sân để thay Nguyễn Phong Hồng Duy. Hồ Tấn Tài vẫn đang trên sân và vẫn chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải, trong khi Văn Thanh sẽ chơi hậu vệ trái, chám vào vị trí của Hồng Duy để lại. Sambates. Đây là cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Xuân Trường rất tốt, tiến lên, không vào. Một tình huống mà có tới 5 cầu thủ áo đỏ gây sức ép, khiến cho đội bạn mắc sai lầm. 3 đường chuyền trong một khối tam giác phải nói là rất nhuyễn giữa Xuân Trường, Quang Hải và Tiến Linh. Rất may cho đội bạn là trung vệ của Campuchia đã kịp thời ngăn cản được góc sút và phần nào chạm được chân vào bóng. May mắn hơn chút nữa, Tiến Linh đã hoàn tất cú hat-trick của mình ở trận đấu ngày hôm nay. Đánh đầu. Ba phút đầu tiên của hiệp 1 chúng ta gây sức ép tầm cao. 3 phút đầu tiên của hiệp 2 chúng ta đã tạo ra những cơ hội với những tình huống mà các cầu thủ tấn công của chúng ta liên tục áp sát vào hệ thống phòng ngự của đối phương. Đây là thời điểm mà chúng ta đang đẩy cao đội hình. Văn Đức rất hay, chuyền rất hay, đứng chuyền vào. Đó là pha xử lý của Quang Hải, vẫn là cao thủ Việt Nam. Chúng ta đang dồn ép đối thủ để tiếp tục cố gắng tìm kiếm bàn thắng sớm mở đầu hiệp 2. Những dứt điểm là của Quang Hải. Nhìn cách mà thủ thành Kim Huy của Campuchia đứng như trời trồng trong tình huống này, có thể hiểu được là cú sút của Quang Hải có lẽ là đi sát cột mà thôi. Thiếu đi một độ xoáy nhất định trong những cú cửa lòng của Quang Hải. Phía chút nữa thì đội bóng của chúng ta đã có được bàn thắng thứ 3. Với những kết quả của hai trận đấu đang diễn ra thì ở thời điểm hiện tại đội tuyển Indonesia lại lấy lại ngôi đầu bảng B nhờ hơn số bàn thắng ghi được so với đội tuyển Việt Nam. Nhưng chỉ cần thêm một bàn thắng nữa thì thứ tự lại thay đổi với đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta đang cố gắng làm điều đó. Văn Thanh vào thay cho Hồng Duy tạo ra một sức mạnh
trong những tình huống tấn công cũng như là tạo ra những cuộc tranh chấp thì Văn Thành có được sự ưu thế hơn so với lúc Quang Hồng Duy. Ít phút vừa qua số 17 cũng đã cùng với các đồng đội tạo ra những sức ép rất lớn, áp sát cực nhanh. Đánh đầu, không vào, coi, vẫn không vào. Liên tục là những tình huống tấn công với một tốc độ rất cao của đội tuyển Việt Nam sẽ làm quả treo bóng. Chỉ có một quả phạt góc mà thôi. Đó là tình huống lên tham gia tấn công của Hồ Tấn Tài. Bên này thì Văn Thành, những mũi tấn công từ hai biên, từ các hậu vệ biên đang tạo ra một sự khác biệt rất lớn. Chúng ta đang đẩy cao tốc độ trận đấu, sự tấn công bằng những miếng đánh trực diện hơn. Quả phạt góc được thực hiện bởi Quang Hải. Xuân Trường, Văn Thành. Sức ép khủng khiếp dành cho đội tuyển Campuchia. Chúng ta đang có một nhịp độ tấn công tốt. Có khoảng cách đây ít giây, đúng là chỉ có may mắn mới giúp cầu thủ Campuchia tránh khỏi bàn thua thứ ba. Xuân Trường phạm lỗi rồi, tình huống phạm lỗi rất thô bạo. Và đây là cơ hội để những cầu thủ như Quang Hải có thể để lại dấu ấn. Và trên sân vận động quốc gia Singapore, đội tuyển Indonesia đã ghi bàn thắng thứ ba vào lưới Malaysia để nâng tỷ số lên 3-1. Và bây giờ thì đang tạo ra một cuộc đua về bàn thắng trên sân Bishan và sân quốc gia Singapore. Điều đó tôi tin rằng chỉ thôi thúc sự quyết tâm cho các cầu thủ Việt Nam hơn mà thôi. Với một góc quay như thế này thì chúng ta vẫn đang cảm nhận được Quang Hải vẫn có thể tiếp tục thi đấu và tình huống phạm lỗi vừa rồi không làm đau được số 19 của chúng ta. Đây là một góc sút sẽ rất vừa vặn với cái chân trái của Quang Hải. Khoảng cách là khoảng 25m thôi. Quang Hải, Văn Thanh và Xuân Trường là ba cầu thủ của chúng ta đang đứng trước quả phạt. Xuân Trường cũng có thể là người dứt điểm. Nhưng Quang Hải không vào. Đó là góc sút phù hợp với cái chân trái của Quang Hải. Và có lẽ thì cũng một lần nữa giống như cú dứt điểm cách đây ít phút thôi. Bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc mà thôi. Lần này thì độ xoáy và độ xiết lớn hơn rất nhiều. Cú xiết lòng nhằm vào góc cao của Quang Hải. Đây là đợt phản công của đội tuyển Campuchia. Một tình huống mà Chan Vataraka đã thế Việt bị. Xuân Trường vào sân và số 6 của đội tuyển Việt Nam đang là cầu thủ giữ nhịp trận đấu, trả lại vị trí cho Quang Hải đá dạt biên. Hoàng Đức chọc khe rất tốt. Văn Đức, bóng được chân hậu vệ đối phương. Với những gì mà chúng ta đang thể hiện thì tôi có cảm giác là bàn thắng thứ ba sẽ sớm đến với đội tuyển Việt Nam thôi. Biên trái, biên phải, trực diện và tình huống cố định. Rất nhiều những phương án tấn công đang được chúng ta triển khai. Và tất cả đều diễn ra ở một tốc độ cao. Quang Hải đánh đầu. Và lên tham gia tấn công của đội trưởng Quế Ngọc Hải. Duy Mạnh, Văn Thanh. Văn Thanh xử lý rất hoàn hảo. Quang Hải, bóng đang được lần chuyển rất nhanh. Không vào, vào rồi, 3-0 rồi. Và như vậy là đội tuyển Việt Nam cũng đã có được điều mình cần trong cuộc đua về bàn thắng với Indonesia. Và đó là khoảnh khắc của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Một pha bật nhảy rất cao của trung vệ mang áo số 4 về phía đội tuyển Việt Nam. Và sau đó là một cú lắc đầu đưa bóng vào góc xa. Một cú lắc đầu bóng đi không mạnh nhưng rất khó. Và thả bóng rất vừa tầm của Quang Hải cho Hồ Tấn Tài. Số 19 đang làm tốt cả vai trò kiến thiết cũng như là cầu thủ thi đấu như một tiền đạo cánh phải.
Có vẻ như trước khi bóng làm tung lưới thủ thành Hun Kim Huy, nó đã chạm đầu đội trưởng Sabates, đúng như vậy. Một tình huống cố gắng đánh đầu phá bóng của Sabates lại vô tình gây khó khăn cho người đồng đội đứng trong khung thành. Đúng như cảm nhận, với thế trận như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ sớm có bàn thắng thứ ba thôi. Bàn thắng đầu tiên của trung vệ Tiến Dũng. Lợi thế dành cho đội tuyển Việt Nam. Hoàng Đức, Quang Hải, một bàn thắng. Đẳng cấp của một ngôi sao, Quang Hải đang thi đấu quá hay trong trận đấu ngày hôm nay. Từ một tiền vệ trung tâm cho đến vị trí của một tiền đạo cánh và pha sửa lòng này đã nói lên hết những tinh túy, những kỹ năng của Quang Hải. Nhưng quá đẹp. Nhưng những lời khen đầu tiên, công đầu tiên phải được dành cho Nguyễn Hoàng Đức với một pha chuyền dọn cỗ để Quang Hải băng xuống làm nốt phần việc còn lại. Chúng ta đã cướp được bóng sau những đường chuyền qua lại bên phần sân nhà của các cầu thủ Campuchia. Một lối chơi pressing cao giúp chúng ta tạo ra được sự khác biệt trong pha bóng này. Chúng ta hãy xem lại pha đi bóng và đường chuyền dọn cỗ của Hoàng Đức, sau đó là cú cứa lòng hoàn hảo của Quang Hải. 4-0. Pha dứt điểm một chạm cực kỳ xuất sắc, rất hay của Quang Hải. Cách mà đội tuyển Việt Nam đang kiểm soát thế trận, đang chủ động điều chỉnh nhịp độ trận đấu và triển khai đội hình là điều mà chúng ta cảm thấy hài lòng nhất. Văn Thanh sau khi được tung vào sân cũng đang thi đấu rất hay của một cầu thủ chạy cánh trái. 10 phút vừa qua là một sức ép nghẹt thở mà đội tuyển Việt Nam dành cho đối thủ của mình. Campuchia không hề có bất cứ một cơ hội nào để triển khai bóng sang phần sân của đội tuyển Việt Nam. Và đây là bảng xếp hạng vào lúc này, sau bàn thắng của Quang Hải, đội tuyển Việt Nam lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Indonesia. Cũng giống như hiệp 1, hiệp 2 đội tuyển Việt Nam tiếp tục tiếp cận trận đấu, thế chủ động hoàn toàn. Sau khi có được cú đúp của Tiến Linh, đội tuyển Việt Nam đã chủ động giảm nhịp. Và với khi cần thêm bàn thắng ở đầu hiệp 2, chúng ta đẩy cao, đẩy nhanh, dâng cao và đã có được liên tiếp hai bàn thắng. Đặc biệt là cách mà chúng ta triển khai cho hệ thống phòng ngự của Campuchia vỡ vụn. Và với thế trận hoàn toàn, trước trận vừa rồi của huấn luyện viên Keisuke Honda có những sự điều chỉnh để giúp Campuchia có thể tạo ra được một thế trận tốt hơn. Hai cầu thủ liên tiếp đã được tung vào sân bên phía đội tuyển Campuchia. Bùi Tiến Dũng. Tiến Linh. Tấn Tài. Duy Mạnh. Tốc độ của Hồ Tấn Tài. Bóng vẫn trong sân. Tiến Linh. Một pha hãm bóng để trôi rất hay của Hồ Tấn Tài. Chabaraka. Cần phải đề phòng cái chân trái của Chabaraka. Rất nguy hiểm, một lát cắt cũng đã được tạo ra trước cầu môn của thủ thành Tấn Trường. Nhưng đó là một tình huống phản công mà Campuchia thiếu đi những nhân tố. Duy Mạnh đã rất nỗ lực lùi về nhưng tốc độ của Chabaraka trong tình huống phản công này là tương đối tốt. Đường chuyền về vừa rồi của Tiến Linh như là một pha kiến tạo cho Vatanaka và nó gây bất ngờ cho Duy Mạnh. Vatanaka không chỉ có kỹ thuật mà tốc độ của cầu thủ này là quá tốt. Pha đá phạt góc thứ hai dành cho đội tuyển Campuchia. Vẫn là Chabaraka, một trong những cầu thủ chúng ta phải dành sự quan tâm lớn nhất trong lối chơi của các cầu thủ Campuchia. Nhưng bây giờ thì Chabaraka là người thực hiện quả đá phạt góc. Đó là một tình huống chủ động đưa bóng vào cột xa.
tình huống tổ chức đá phạt góc theo bài. Nhưng cầu thủ chạm bóng là số 8 On Chapolin không có quá nhiều ưu thế cho tình huống tranh chấp trên không. 15 phút đầu tiên của hiệp 2, chúng ta chơi hoàn toàn trên chân và có được điều mình cần, đó là hai bàn thắng nữa. Tiến Dũng, vẫn cần phải có những sự điều chỉnh và phải thật chắc chắn hơn, đặc biệt là những pha chuyền bóng ở phần sân nhà. Không nhiều nhưng cũng đã có xuất hiện đôi lần ở hiệp 1. Và điều này khiến cho Campuchia đã có được những tình huống có thể tổ chức tấn công. Sambates. Bùi Tiến Dũng đã xử lý an toàn. Tình huống eo biên của Chaposiak. Chaposiak và Chantia là hai cầu thủ thường xuyên có được những tình huống phối hợp tấn công bề hành lang cánh trái của Campuchia. Đội tuyển Việt Nam đang hướng đến chiến thắng đậm nhất từ đầu giải đấu của mình. Hoàng Đức, Văn Thanh rất bình tĩnh. Một pha biểu diễn kỹ thuật với trái bóng của Hoàng Đức. Một tình huống về bóng trên không. Hoàng Đức, Xuân Trường, đường truyền sở trường của Xuân Trường. Một tình huống xẻ cánh cho Hồ Tuấn Tài. Tuấn Tài, tốc độ của Tuấn Tài rất hay. Lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. Văn Thanh chọn điểm rơi rất tốt rồi, thiếu đi một chút cảm giác bóng thôi. Ở những tình huống tấn công trước đó, những pha tạt bóng vào bên hành lang cánh phải của Hồ Tuấn Tài, Văn Thanh luôn chọn cho mình một vị trí phải nói là rất trống trải, và đó là đường truyền tốt. Rồi là một cú vô lê với kỹ thuật hơi lỗi của Văn Thanh, không có một động tác ngả người. Quang Hải dứt điểm rất bất ngờ. Quang Hải vẫn là một trong những cầu thủ có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu tốt nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Quang Hải đang thi đấu ở cánh phải, và những tình huống thọc thẳng vào trung lộ như thế này và thực hiện những cú sửa lòng là điều mà Quang Hải luôn ưa thích. Vừa rồi đã là pha dứt điểm thứ 14 của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này. Chúng ta hãy cùng xem Campuchia làm gì được trước hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam trong pha dàn xếp này. Sambates. Phan Văn Đức, đường bóng vẫn trong tầm kiểm soát của cầu thủ Campuchia. Phan Văn Đức thất thế trong tình huống tranh chấp tay đôi vừa rồi với số 16. Có thể dứt điểm. Văn Hồ Tấn Trường trong pha bóng này. Một tình huống ôm gọn trái bóng của thủ thành bên phía đội tuyển của chúng ta. Pha dứt điểm của Chantia. Chantia tuy có thể hình khá mỏng cơm nhưng bù lại cầu thủ này có được tốc độ. Và dù mới 19 tuổi thôi nhưng Chantia đang thi đấu cực kỳ tự tin. Văn Toàn là cầu thủ tiếp theo chuẩn bị vào sân bên phía đội tuyển Việt Nam và anh sẽ thay Phan Văn Đức. Hàng phòng ngự của đội tuyển Campuchia chắc chắn là sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, thậm chí là bị rối loạn với sự xuất hiện của chân sút mang áo số 9 bên phía đội tuyển Việt Nam trên sân vào lúc này.
tốc độ của Văn Toàn sẽ là rất đúng thời điểm khi mà hệ thống phòng ngự của Campuchia đang phải mất sức rất nhiều với những tình huống tổ chức tấn công của các cầu thủ Việt Nam. Và bây giờ thì tốc độ của Văn Toàn có thể sẽ phát huy tác dụng. Duy Mạnh có lẽ cũng đã ra dấu để tiếp tục đồng hành với các cổ động viên trên khán đài Bisan. Chúng ta đang có một thế trận tốt, một kết quả tốt. Và điều này đang giúp cho đội tuyển Việt Nam vững vàng ở ngôi vị số 1 của bảng B. Có thể phản công Văn Thanh. Rất hay, Văn Toàn. Tốc độ của Văn Toàn chắc chắn kịp trong tình huống này. Phối hợp. Một pha thực hiện quả nhấc chân nhưng chưa thực sự hợp lý. Các cầu thủ trung vệ của chúng ta thậm chí là tranh chấp ở tầm cao. Văn Toàn. Hoàng Đức. Rất hay. Bóng vẫn trong sân. Tiếng còi đã cất lên. Hơi tiếc một chút là tình huống ghi bóng tiếp theo của Hoàng Đức là hơi mạnh. Thi đấu với Quang Hải hay thi đấu với Xuân Trường thì Hoàng Đức là cầu thủ rất chịu khó tranh chấp và ập vào rất nhanh để có những tình huống giành bóng và tạo ra những tình huống tấn công cho đội tuyển Việt Nam. Những tình huống phản công của đội tuyển chúng ta luôn có dấu ấn của số 14. Bóng trở lại chân với cầu thủ Việt Nam. Hoàng Đức. Văn Toàn. Và phối hợp với Tiến Linh. Xuân Trường. Và đưa bóng lỗi của Bùi Tiến Dũng khiến anh gặp khó khăn ở tình huống sau đó. Với dấu ấn dẫn trước 4 bàn thì rất có thể trong những phút tiếp theo những chân sút trên hàng công như là Đức Trinh rất có thể cũng sẽ được cho vào sân để tiếp tục tìm cảm giác thi đấu. Như vậy là Chanvat Tharaka đã rời sân nhường chỗ cho Sati. Chanpulin cũng rời sân nhường chỗ cho Makara. Những thay đổi và mong muốn làm mới hàng công của huấn luyện viên bên phía Campuchia. Champaraka là cầu thủ có tốc độ, có thể dứt điểm một chạm hay, nhưng ngày hôm nay thì số 11 tương đối đói bóng. Đó cũng không phải là một mẫu cầu thủ hoàn toàn có thể thi đấu độc lập. Huấn luyện viên Hirose của Campuchia đã tung vào sân những cầu thủ có kỹ năng tốt hơn. Văn Toàn, tốc độ của Văn Toàn. Không phải, đó là Tấn Tài. Bây giờ thì chúng ta lại cảm thấy đội tuyển Việt Nam bắt đầu chủ động giảm nhịp. Nếu như đội tuyển Việt Nam gặp đội chủ nhà Singapore trên sân Ca Lang, sân vận động quốc gia vào ngày 22 tháng 12 tới đây thì có lẽ các cổ động viên Việt Nam vẫn sẽ áp đảo cả những cổ động viên chủ nhà. Và phản công của đội tuyển Campuchia thì nó đã dễ dàng bị các cầu thủ của chúng ta chặn được. Đó là tình huống phán đoán và chủ động bắt bài của Văn Thanh. Số 17 bên phía đội tuyển Việt Nam sau khi được tung vào sân thi đấu khá tốt trong cả vai trò tấn công cũng như là hỗ trợ phòng ngự. Đó làm tình huống mà Văn Thanh đã lùi sâu, chủ động thi đấu ở trung lộ và bắt bài thành công tình huống tổ chức tấn công của các cầu thủ Campuchia. Xuân Trường. Bùi Tiến Dũng. Tấn Trường thực sự ngày hôm nay không phải làm việc quá vất vả. Quang Hải. Rất hợp lý. Một pha chuyền bóng có sự quan sát rất hay. Trước đó là pha chuyền bóng của
Quang Hải. Hoàn Thành đã phạm lỗi từ phía sau với Chasofiak. Quả thật là rất ấn tượng anh Tiến Dũng ạ, khi mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta, cái cách mà các cầu thủ áo đỏ chủ động đẩy nhịp rồi giảm nhịp và điều tiết lối chơi. 15 phút đầu tiên chúng ta cảm giác như là các cầu thủ áo đỏ gây ra một sức ép nghẹt thở đối với Campuchia. Còn bây giờ chúng ta đang chơi phòng ngự phản công. Văn Toàn đang di chuyển. Văn Toàn có thể đi tiếp. Đó là một tình huống mà các trung vệ của Campuchia đã lùi về tương đối nhanh. Hoàng Đức. Văn Thành. Rất nguy hiểm. Tình huống chuyền hỏng của Văn Thành. 2-2. Đó là một đường chuyền hơi mạnh. Cơ hội đã không còn với các cầu thủ Campuchia. Đó là một tình huống có lẽ bóng đã đi hết đường biên ngang. Nếu như không thổi phạt tình huống bóng vừa rồi thì pha chạm bóng trước đó của Văn Thành, bóng vẫn trong cuộc. Đây là thời điểm mà huấn luyện viên Park Hang-seo có thể rút ra những trụ cột của mình để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận bán kết. Có thể điều này sẽ đến từ những phút 75. Quãng thời gian còn lại sẽ đủ cho những cầu thủ vào sân tìm cảm giác. Ngày hôm nay người hạnh phúc nhất có lẽ là Tiến Linh. Tiến Linh đã có được một cú đúp và chắc chắn mang lại rất nhiều ý nghĩa cho chân sút của chúng ta. Theo thống kê của ban tổ chức thì cầu thủ Campuchia là những người đang có tỷ lệ kiểm soát bóng cao hơn so với đội tuyển Việt Nam. Có lẽ cũng không quá bất ngờ mà chúng ta chủ động giảm nhịp độ và nhường bóng cho đối thủ. Sau khi đã tìm được những bàn thắng theo đúng ý muốn, Văn Thành có thể xẻ cánh cho Văn Toàn. Không vội vàng, Hoàng Đức dứt điểm. Các cầu thủ chúng ta cho rằng pha dứt điểm của Xuân Trường đã chạm tay của cầu thủ đối phương. Chúng ta đoạt bóng lại rất nhanh. Tiếp tục là một pha bóng triển khai tấn công. Văn Thành, tốc độ của Văn Thành. Sau khi để mất bóng thì cái cách mà chúng ta triển khai đội hình để giành lại bóng, quây bắt đối phương rất nhanh. Thực sự là một lối chơi tương đối hợp lý và điều chúng ta mang lại rất nhiều những niềm tin cho các cổ động viên. Tấn Tài. Vẫn là Hồ Tấn Tài. Tiến Linh, vô lê. Tiến Linh, Quang Hải đã ghi bàn. Chúng ta sẽ chờ Phan Văn Đức. Phan Văn Đức đã ra sân nhường chỗ cho Văn Toàn. Vâng, nếu như Văn Đức có bàn thắng trong những thời gian còn lại trên sân, trong thời gian mà anh có mặt trên sân, thì đó làm sự lặp lại trong trận đấu gặp Campuchia tại AFF Suzuki Cup 2018. Kể từ vòng bán kết thì các trận đấu sẽ diễn ra hai lượt trận. Dù năm nay giải đấu được tổ chức ở một địa điểm chứ không phải thi đấu sân nhà sân khách từ vòng đấu loại trực tiếp giống như mọi năm. Nếu kết quả của cả hai trận đấu đang diễn ra được giữ nguyên thì đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội chủ nhà Singapore ở trận bán kết thứ nhất diễn ra vào ngày 22 tháng 12. Xuất trưởng. Và cũng kể từ vòng bán kết thì các trận đấu sẽ đều diễn ra trên sân vận động quốc gia Singapore, chứ không còn diễn ra ở sân Bishan. Đây đã là trận đấu cuối cùng trên sân vận động Bishan, có sức chứa chỉ khoảng 6.000 người. Safi.
Tiến Dũng, Tấn Tài, Hoàng Đức, Hoàng Đức có lẽ cũng sẽ là một trong những cầu thủ cần được nghỉ ngơi. Hồ Tấn Tài, Samartes, Perot, Samartes, Campuchia cầm bóng nhiều nhưng vẫn là những tình huống cầm bóng và quả thật là rất khó để có thể bắt đầu triển khai 1/3 sân trước cầu môn của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta hóa giải từ sớm. Văn Thanh, bật tường 1-2 với Quang Hải. Khá tốt tình huống chuyền bóng hay của Quế Ngọc Hải. Tốc độ của Văn Toàn. Một pha chuyền bóng tầm trung rất hay của đội trưởng bên phía đội tuyển Việt Nam. Rotana sẽ là cầu thủ tiếp theo vào sân bên phía đội tuyển Campuchia và anh sẽ thay đội trưởng Samartes. Ông Honda đã sử dụng hết 5 quyền thay đổi người. Quang Hải, giờ thì đội tuyển Việt Nam chẳng có gì phải vội, chúng ta cứ bình tĩnh kiểm soát thế trận. Hoàng Đức rất hay. Văn Toàn, tốc độ của Văn Toàn có vẻ như bóng trôi hết đường biên ngang. Và bây giờ Tuấn Anh sẽ được tung vào sân và chơi hơn 10 phút còn lại của trận đấu này. Anh sẽ thay Hoàng Đức, người thường xuyên đá cặp với chính Tuấn Anh trong những trận đấu trước. Cùng với Quang Hải thì Hoàng Đức đã thi đấu khá tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Tiến Linh vẫn đang là cái tên được ưu tiên trong một trận. Phút thứ 80 rồi. Đội tuyển Việt Nam chắc chắn bỏ túi 3 điểm. Và cũng rất có thể cả ngôi đầu bảng nữa. Cho đến thời điểm hiện tại thì chắc chắn Campuchia vẫn là đội bóng có con số thống kê cầm bóng nhiều hơn so với đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Nhưng đó là quãng thời gian cầm bóng phần lớn bên phần sân nhà. Văn Thanh, sự can lướt của Văn Thanh và bây giờ là Tuấn Anh. Tốc độ của Tuấn Anh sau lực tung vào sân. Văn Toàn, một pha trì cản tốt của trung vệ bên phía đối phương. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang sử dụng những cầu thủ thi đấu ở vị trí nghịch chân. Văn Thanh thuận chân phải đang thi đấu hành lang cánh trái.
Quang Hải thuận chân trái thì lại đang đi đấu hành lang cánh phải. Và điều này đang tạo ra một sự khó chịu nhất định trong các hệ thống phòng ngự của Campuchia. Văn Toàn đã tiếp tục mang về thêm một quả đá phạt. Vẫn làm sự sôi động và một màu đỏ rực rỡ trên khán đài Bisan. Những cầu thủ được mệnh danh là cầu thủ số 12 của đội tuyển Việt Nam chúng ta mỗi khi thi đấu ở nước ngoài. Sẽ có một quả đá phạt lên dành cho Campuchia. Đội bạn vẫn đang gặp khó trong cách triển khai tấn công khi mà các cầu thủ của chúng ta đang thi đấu giữ vị trí rất tốt. Tiếp tục là một tình huống giành lại bóng và triển khai phản công. Xuân Trường, Tuấn Anh, vẫn là Tuấn Anh, Quang Hải. Tình huống chuyền bóng cho Quang Hải có phần hơi mạnh và tình huống xử lý bước 1 của số 19 là chưa thực sự tốt. Đây là quãng thời gian mà chúng ta tiếp tục chủ động đẩy cao đội hình và đang gia tăng sức ép bằng những quả ập vào tương đối nhanh, đặc biệt là sự xuất hiện của Tuấn Anh. Những cầu thủ có tốc độ như Văn Toàn cũng đã khiến cho hệ thống phòng ngự của Campuchia gặp rất nhiều những lúng túng. Pha xử lý bóng tốt của Duy Mạnh. Nguyễn Ngọc Hải. Ngọc Hải băng lên chơi như một tiền vệ. Và chúng ta thấy thỉnh thoảng Quế Ngọc Hải cũng tung ra những đường kiến tạo từ sân nhà hoặc giữa sân. Thời gian của trận đấu không còn nhiều. Và tranh chấp tốt của Tuấn Anh. Trọng tài đã bắt lỗi số 11 của chúng ta ở tình huống vừa rồi. Ở trận đấu ra quân gặp đội tuyển Lào, Tuấn Anh đã là cầu thủ chưa hay nhất trận. Vẫn là những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự của các cầu thủ Campuchia. Và trên sân vận động quốc gia Singapore, đội tuyển Indonesia có vẻ như vừa có thêm bàn thắng nữa vào lưới Malaysia để nâng tỷ số lên 4-1. Đó là một pha dứt điểm bằng đầu chính xác. Điều đó cũng có nghĩa là ngôi đầu bảng đã trở lại với các cầu thủ Indonesia. Trang Thea. Phút thứ 85. Tuấn Anh. Hồ Tấn Tài. Tuấn Anh đã bị phạm lỗi. Đây là quãng thời gian mà chúng ta cần thêm một bàn thắng để giành lại ngôi vị dẫn đầu.
đường xẻ cánh vừa rồi dành cho Văn Thành. Như vậy là Hà Đức Chinh sẽ vào sân để thay cho Quang Hải. Và chúng ta sẽ chơi với cặp tiền đạo Tiến Linh, Hà Đức Chinh và còn có cả Văn Toàn ở phía trên nữa. Vẫn còn khoảng hơn 5 phút nữa dành cho mục tiêu tiếp tục có bàn thắng dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Xuân Trường có pha xử lý bằng đầu rất hay. Văn Toàn quyết định đi bóng, dứt điểm chắc, không vào. Bóng có vẻ như vậy, trọng tài xác định là một quả phát bóng lên cho thủ môn Kim Huy. Văn Toàn đã quyết định đi bóng và dứt điểm. Còn pha quay chậm cho thấy là bóng đã chạm chân cầu thủ bên phía đội tuyển Campuchia. Lẽ ra chúng ta sẽ có một quả phạt góc. Văn Thành, Tuấn Anh. Thời gian còn lại còn khoảng chừng 4 đến 5 phút nữa cho mục tiêu tìm kiếm thêm bàn thắng của đội tuyển Việt Nam. Văn Thành, Tiến Linh, Văn Thành rất đúng nhịp. Thôi không vào. Đó là một tình huống mà Hà Đức Chinh bất ngờ dạt biên, thực hiện một đường căng ngang tốt. Tiến Linh băng vào có lẽ là chậm hơn một nhịp so với tình huống phá bóng của đối phương. Bùi Tiến Dũng. Toàn bộ các cầu thủ áo đỏ đã tràn sang phần sân của đối phương. Duy Mạnh, Tấn Tài. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng. Tiến Dũng. Và phản công của Campuchia. Chan Thea. Chọn điểm rơi tốt của Tấn Trưởng. Tấn Anh. Văn Thành. Và xử lý một rất tốt. Văn Toàn. Tiến Linh và Hà Đức Chinh đã ở trong vòng 16m50. Không vào. Sẽ có một quả phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Pha bóng tấn công theo bài. Bóng đường đưa vào ngang mặt khung thành chứ không phải là một đường chuyền ngược trở lại. Quả phạt góc thứ 8 cho đội tuyển Việt Nam. Duy Mạnh. Cú đá nửa đẩy không chính xác của trung vệ màng áo số 2. Nguy hiểm. Pha xử lý là của Chan Thea. Sẽ có 2 phút bù giờ và chúng ta đang bước vào phút bù giờ đầu tiên. Hà Đức Chinh.
chuyền không tốt của Hà Đức Chinh. À, sát rất nhanh. Cầu thủ Campuchia phản công. Chanthea. Cú sút xa chăng? Phút bù giờ cuối cùng, đội tuyển Việt Nam vẫn cần thêm một bàn thắng để có được vị trí dẫn đầu bảng B. Ở trận đấu cùng giờ, các cầu thủ Indonesia đã có một màn trình diễn cực kỳ ấn tượng trước Malaysia. Giờ là tình huống tấn công của đội tuyển Việt Nam, pha đi bóng hơi dài. Có thể gây sức ép. Thời gian không còn nhiều. Và lúc này thì trọng tài chính ông Abdullah của Oman cũng đã thổi còi khép lại trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia. Chúng ta đã có một trận đấu hoàn toàn áp đảo đối phương và có được 4 bàn thắng với những pha lập công của Tiến Linh, Quang Hải và Tiến Dũng. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây xin mời quý vị khán giả tiếp tục quay trở lại với phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi.